kế hoạch, trong năm 2022, Đồng Tháp phấn đấu có 35.000 ha lúa đăng ký mã vùng trồng. Đến nay, đã có 15 mã với diện tích gần 3.500 ha đăng ký thẩm định. Hai thị trường chính mà nông dân Đồng Tháp hướng đến và đăng ký nhiều là EU và Mỹ. Đây là những thị trường khó tính và yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm. Do đó, ngành chức năng đang giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất của vùng đã đăng ký.